Hoàng Áo Đô xin chào tất cả các bác. Hiện tại thì ở những cặp loa cây C4005 của EB Pro đang là một trong những mẫu model cực kỳ là hot tại Hoàng Áo Đô. Tiếp tục trong buổi chiều hôm nay, một bộ cấu hình combo chuẩn bị được lên đường cho anh Hòa tại Đông Anh Hà Nội. Thì hôm nay anh có đặt bên em một cặp loa C4005, kèm theo đó là một cục đẩy liền vàng X8 Plus đến từ thương hiệu EB Pro. Tổng giá trị bộ combo ngày hôm nay là 15 triệu đồng. Đấy, một bộ dàn âm thanh mà khi các bác trưng bày trong không gian gia đình nhà mình thì cực kỳ là sang trọng, rất là đẹp. Đặc biệt là những cặp loa C4005 thì hiện tại bên em vẫn đang có những chương trình giảm giá rất là sâu. Những dòng loa này thì đang được hãng hỗ trợ giảm giá từ 9 triệu xuống còn 7.500.000 đồng. Dòng loa được sử dụng rất là nhiều đường tiếng với một bát 30, một trung nhỏ, ba chép giấy và một chép kèn. Rất là nhiều đường tiếng, chất âm cho ra cực kỳ là đầy đủ. Những dòng loa này thì khi các bác hát karaoke hay là nghe nhạc thì đều cho ra chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Đặc biệt về hình thức thiết kế thì rất là đẹp, rất là sang trọng với toàn bộ là vân gỗ tự nhiên và những phần ốp mạ vàng. Bát và chung thì đều được sử dụng bát tẩm dầu, tiếng đánh rất là chắc và độ bền liên hệ sử dụng rất là lâu dài. Tất cả trên những sản phẩm của EB thì đều có tem chống hàng giả, mã QR và trang web của công ty. Các bác có thể check trên thẳng trang web của công ty hay là check qua mã QR để kiểm tra xem đây là những sản phẩm công ty đang phân phối ra thị trường như thế nào và giá thành ra sao. Model C4005 Low EB Pro, một trong những thương hiệu khá là nổi tiếng của Mỹ, đã và đang được sản xuất và lắp đặt tại Taiwan. Giá thành thì rất là hợp lý đúng không ạ? Về mặt đằng trước thì sẽ có một tấm e-căng bằng vải lụa. Các bác có thể lắp e-căng hay là tháo e-căng ra tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình nhà mình. Đấy, khi các bác lắp e-căng vào, e-căng bằng vải lụa thì sẽ rất là trong suốt rồi. Vẫn có thể nhìn được những phần bát chung và chép ở bên trong. Và những tấm e-căng này thì sẽ có trách nhiệm là bảo vệ những phần bát chung chép, tránh của những tác động vật lý bên ngoài làm ảnh hưởng đến chất lượng của loa. Tiếp theo cũng là trái tim của bộ dàn âm thanh bộ combo ngày hôm nay, đó là cục đẩy liền vàng X8 Plus. Đây là một trong những phiên bản đẩy liền vàng công nghệ số được bán rất là chạy của EB Pro. Dòng này thì vẫn đầy đủ những tính năng kết nối như là cổng quang và Bluetooth và USB. Đặc biệt hơn thì đã được nâng cấp lên chip xử lý DSP 64-bit cộng. Và dòng đẩy liền vàng X8 này thì đã được tích hợp đầu giải mã vào bên trong và chế độ chống chập chống cháy cực kỳ lan tỏa. Tất cả những phần chế độ đầu vào, những đường tín hiệu đầu vào thì sẽ được chỉnh những phần input và đường đầu lọc USB và đường Bluetooth thì đã được tích hợp thành hai phần riêng. Các bạn có thể lựa chọn dễ dàng hơn. Đặc biệt đối với dòng đẩy liền vàng X8 Plus này thì sẽ có hai chế độ hát karaoke hay là nghe nhạc. Các bạn có thể tùy được lựa chọn, tùy theo nhu cầu, tùy theo từng thời gian, thời điểm mà các bạn sử dụng những dòng đẩy liền vàng này để hát karaoke hay là nghe nhạc. Hình thức thiết kế thì toàn bộ là màu đen, đấy, màu sắc chủ đạo là màu đen, đấy, logo EB Pro. Hai bên sẽ là hai volume chính, một volume music và một volume mix và một phần volume echo reverb ở đây. Đấy, về chế độ vang nhại của dòng đẩy liền vang này sẽ cực kỳ là ngọt ngào, sẽ rất là thích hợp với những bác khách hàng nào đam mê karaoke. Phần dưới đây thì sẽ có một công tắc bật tắt nguồn và những phần chỉnh bằng tô viết hai cạnh như là phần chỉnh echo, đấy, mix tune và music control. Echo effect để rắc cắm mic thì sẽ được bố trí cả đằng trước và đằng sau. Giá là 6.500.000 đồng cho mỗi con đẩy liền vàng X8 Plus. Tổng giá trị bộ combo ngày hôm nay là 15 triệu đồng. Tặng kèm một bộ mic không dây trị giá 2 triệu đến từ thương hiệu EB Pro. Một bộ dàn âm thanh, một bộ dàn karaoke mà các bác có thể hát hay là nghe nhạc đều cho ra chất âm cực kỳ là hay. Bác nào đang quan tâm và muốn tìm hiểu gì về những dòng sản phẩm của EB Pro hay là những bộ dàn combo đến từ Hoàng Áo Đô thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc số điện thoại 0967 345 155 để được bên em tư vấn và đặt hàng nhé. Bây giờ thì xin mời các bác đi thưởng thức chất lượng âm thanh của bộ dàn karaoke ngày hôm nay đến từ thương hiệu EB Pro. Rồi buồn ơi, anh chẳng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa chào cho người yêu vài câu.